Hương Linh Mỹ Tho xin đại diện anh Kiện với chị Mai, Hùng Phước với bếp cơm nhà ăn Không Đồng ở Bình Hà nhận. Dạ. Em thay mặt nhà Không Đồng cảm ơn anh Kiện với chị Mai. Em xin cơm về. Cưng quá, cưng. Em quỷ à? Không có gì đâu.